trái này sao cái đầu nó to mà cái phần này nó nhỏ quá, mà cái này trên này chắc nó để lâu quá nó sẽ dạng thì cắt luôn. Đây hôm nay có trái dưa nữa nè cả nhà. Dưa tây ti nha. Ủa nè cái kéo rồi. Để chờ lấy cái kéo. Đây là cả nhà. Mấy trái này là khoảng 2-3 ngày nữa là cắt được. Cái cây này chắc là nó hết ra trái rồi cả nhà ơi. Mình thu hoạch được mấy trái giờ thấy nó hết ra rồi. Rồi mình cắt luôn chứ để đợi cái chỗ này nó bự thì chỗ này nó sẽ bị già. Mình cắt cái trái dưa này luôn nha cả nhà. Thu hoạch được chừng 2-3 lần nữa là hết trái rồi. Nghe chưa? Có dưa ăn lai rai mỗi ngày. Đây, cái trái này để dành đi 2 ngày nữa cắt. Ăn được mấy lần, mấy đợt nữa. Được ly sinh tốt không cả nhà? Ngon ha. Ăn thử trái coi. Đây là dâu sạch nha cả nhà. Chua chua ngọt ngọt. Cái này chấm sữa đặc là hết sảy luôn. Rồi. Cả nhà. Mấy trái dâu tầm chín này cả nhà. Mình hái xuống cho thằng nhóc mình ăn, nó thích lắm. Rồi, mấy trái này thì nó chua thôi là chua. Cái cọng cải keo này luôn nha cả nhà. Hái xuống xào ăn để cho mấy cái này nó lên, chứ để nó già quá nó vàn uổng lắm. Hôm nay như không có ăn để cho nó lớn á, chứ nó bị vàn ở dưới uổng đi. Về tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn phường sau. Cái keo này nè, trồng nó lâu, nó lâu lớn dễ sợ luôn. Ngày 21/1/2022 thứ sáu, buổi sáng bắt đầu 8 giờ cho đến khi hết vaccine. Đối tượng 50 tuổi trở lên có bệnh nền, đã tiêm mũi hai loại vaccine Pfizer cho đủ 28 ngày trở lên, sẽ tiêm thêm liều nhắc lại loại vaccine Pfizer phòng COVID-19. Loại vaccine Pfizer đối tượng người đã tiêm mũi hai đủ 3 tháng trở lên, sẽ tiêm thêm liều nhắc lại mũi thứ ba. Lưu ý khi đi lên theo giấy xác nhận đã tiêm mũi một, mũi hai và giấy xác nhận đã hoàn thành điều trị COVID-19, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Lên trực tiếp điểm tiêm để nhận tờ khai tiêm vaccine, đem theo biết đi màu xanh để tiếp tờ khai thông tin y tế. Trạm y tế phường Tân Bình Hiệp thông báo về việc tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn phường như sau. Địa điểm: trạm y tế phường Tân Bình Hiệp,
Thời gian tiêm ngừa ngày 21 tháng 1 năm 2026. Vì bữa nay thì tiêm không dám nghỉ. Buổi sáng bắt đầu 8 giờ cho đến khi hết vaccine. Đối tượng người 50 tuổi trở lên có bệnh nền, đã tiêm mũi hai loại vaccine Pfizer cho đủ 28 ngày trở lên. Rồi, thu hoạch được nhiêu đây nè cả nhà ơi, trẻ treo thu hoạch lần đầu tiên nha cả nhà. Như xin dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà ơi, nếu cả nhà yêu thích, hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo khi có video mới nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.